được thành lập từ năm 2007, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Gia Lộc đang từng bước trở thành doanh nghiệp mạnh trong nhiều lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hương sạch, với những trăn trở và mong muốn góp phần giữ gìn một nét văn hóa quý báu của cha ông thông qua những sản phẩm hương sạch không hóa chất. Công ty Gia Lộc đã nghiên cứu và cho ra thị trường thương hiệu hương sạch Diệp Thủy. Đó là những sản phẩm sạch chất lượng tốt và đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Hương sạch Diệp Thủy được sản xuất hoàn toàn tự nhiên với thành phần chính là các loại thảo dược, cây cỏ hoặc nguyên liệu không tẩm bất kỳ loại hóa chất độc hại nào để tạo màu và tạo mùi. Vì vậy, hương có mùi thơm rất tự nhiên, thoang thoảng và nhẹ nhàng, giúp tâm thanh tịnh và thư giãn. Trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay, hương sạch Diệp Thủy đã cho ra đời những sản phẩm xanh sạch từ 100% thiên nhiên như hương trầm, hương bài, hương quế để người tiêu dùng an tâm sử dụng mà không cần lo lắng đến vấn đề sức khỏe. Bên cạnh đó, công ty Gia Lộc không ngừng phấn đấu trở thành thương hiệu sản xuất, cung cấp hương sạch trong nước và quốc tế, tiếp tục thực hiện mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực tâm linh nhằm đóng góp và xây dựng chuỗi lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Với phương châm vì môi trường và sức khỏe cộng đồng và khởi nguồn từ bản sắc dân tộc, mong muốn đưa thương hiệu sản phẩm an toàn của Việt Nam tới thị trường thế giới. Thương hiệu hương sạch Diệp Thủy đã đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế và được tin dùng tại các nước đạo Phật như Ấn Độ, Nhật Bản. Nhân dịp năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, tôi xin được thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Gia Lộc xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý khán giả, quý đối tác, quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chính sự tin tưởng ủng hộ đó đã là động lực to lớn trên con đường phát triển doanh nghiệp. Một lần nữa tôi xin được kính chúc quý khán giả, quý khách hàng, quý đối tác một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới!